chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn Du lịch nhé. Bây giờ là 6:30 sáng, mình đang có mặt bên đường Thoại Ngọc Hầu. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú và bạn đó là tiệm bánh cuốn. Thấy là bán là cực kỳ đông khách và hấp dẫn, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 221 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú cả nhà. Bây giờ đến đây thấy quá trời nhân viên đang làm bánh cuốn và thái chả. Đây, con đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. 25. Trong này quá trời chả, thấy cái miếng chả nào cắt to hết cả nhà. Hộp đó bao nhiêu tiền đó chị? 25 ngàn. Còn bên đây là bánh cuốn này, bánh ướt này. Đây, quá trời chả. Ở đây mình bảo bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 8 giờ sáng đến 8 giờ đêm. Rồi, từ 5 giờ sáng đến 8 giờ đêm. Giá tiền 25 ngàn một hộp à? Đấy, quá trời. Hộp 25 ngàn thấy cho quá trời chả này. Cái chả to nhá. Cái chả này nhà mình tự làm luôn hả? Dạ. Giờ bánh giờ chả thì làm tự làm. Dạ. Chị người Bắc luôn hả? Dạ. Thật sự thấy rất ấn tượng với cái miếng chả rồi nha. Thái rất to. Ăn này thì cũng ngập mồm luôn á. Đây buổi sáng sớm mọi người đã đi mua quá trời rồi. Cái bánh này thì nhà mình tự đổ luôn hả chị? Dạ. Bánh cuốn mình ướt giò chả nhà làm. Dạ. Khách là đợi mua mang về đó. Mình phải làm sẵn để khách đến là có phải không? Không phải đợi dạ, đâu. Chờ bữa trưa là phải xếp hàng lâu ấy. À. Nhà đường là người ta kiện quá trời. Dạ. Quán mình ở đây được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ cái này nhà em làm lâu rồi, còn là mình bán nó hộp này từ mới ạ. Dạ. Còn trước đây là bỏ mối. À ngày trước là bỏ mối và bây giờ mình ra bán. Bỏ xỉ cho người ta lấy đi bán ạ. Thành ra thấy mình bán cho nhiều chả quá. Đúng giá bình dân. Dạ cái này bán là hỗ trợ cho công nhân. Hai là bốn thì đấy là hai. Mấy hộp? Ướt chả lụa. Đây có hai loại chả, chả lụa và chả kia chả gì chị? Chả mỡ. À, chả mỡ. Chả mỡ và chả chiên. Vâng. Bên đây có anh trai chuyên thái chả. Anh là chắc là nhiệm vụ là chuyên thái chả phải không anh? Việc gì cũng làm được. À, cái gì cũng làm được hả? Dạ. Cái nào không có ai thái thì ra thái. Dạ. Anh có làm chả này không? Hả? Anh có... Không, chả này chỉ có một trong nhà có một người đứng ra làm được thôi. Dạ. Cái chả to thiệt đó. 18 ngàn. Em ở cạnh nào ạ? Thái thì nhiều khi nó cũng không đều, có hộp vẫn nặng hơn, có hộp nhẹ hơn hả? Tại vì miếng chả có miếng to, miếng nhỏ.
nếu mà muốn đều phải cân. Năm trăm mà đều được 100% được không? Em là kênh nào ạ? À, Ăn Vặt Sài Gòn và Du Lịch anh. Chả đó, chả chiên hả anh? Màu có đẹp không hả? Chả chiên còn màu đó. Dạ. Ở đây nghe nói một ngày mình bán cả tấn chả hả? Đúng rồi. Một tấn chả luôn. Hình như là một người là chuyên cắt. À, một người chuyên cắt. Người chuyên cắt, một người chuyên chiên như thế này. Dạ, một người chuyên chiên, một người chuyên cắt. À, ngày bán cả tấn. Nhiều khi nói mà không ai tin, mà nghe mà thấy khủng khiếp, đến đây mới thấy này. Đó, chả chất cắt, quá trời luôn. Chả anh cắt như thế này là anh biết bán được nhiều như thế này. Cắt quá trời, buổi sáng sớm rồi. Đây chắc là khách mua sỉ để bán nó lại nhiều không? Cũng nhiều em, mới lấy cũng nhiều mà khách mua lại còn nhiều. Nếu mà mình bán một cân chả này thì bao nhiêu tiền đấy? 180 ngàn. Có ai có đến mua chả, mua sỉ về bán bánh mì thì ghé đây mua. Giá anh vẫn lại là 180, còn bánh ướt rồi bánh mì. Anh mà bỏ sỉ thì giá khác. Dạ. Cái chả này ăn với bánh mì cũng được mà, nhét vô bánh mì. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy anh thái chả không mà thấy mệt rồi chứ. Bên kia chị kia bán là rất đông khách. Chả vàng ươm mà chả này trên. Một cục có chắc là tầm hơn ký không anh? Một cục một ký nha. À, một cục một ký. Tiếp tục qua đây quay chị gái làm bánh, làm sẵn để bán cho khách. Nhân là chắc mộc nhĩ hả chị? Dạ, thịt với nấm mè. Cả thịt hả? Dạ. Thịt mầm.
lên nước vậy. Vàng đây chắc là chuyên sắt cho khách mang về. Đây có bán cả bánh chưng nữa hả? Bán bánh chưng mà 70.000 một cái bánh chưng. Đấy, buổi sáng là tấp vô mùa quá trời. Cá lộ cho là cuốn cuốn hết giao giá rồi. Trời. Có
chị sợ là ra nước. Ở đây toàn người Bắc và có chị gái này, mình người Nam này. Mình quê đâu chị? Dạ, mình chắc ở miền Tây hả? Thấy ở đây toàn người Bắc có chị người miền Tây. Tết này có về quê không chị? Có à? À có. Chị em bán 30 luôn rồi. Dạ. Hai hộp chả lụa không à? Trời chả luôn. Cuối năm mà được thưởng Tết chưa chị? Dạ. Được thưởng Tết chưa? Mình làm đây được lâu chưa? Em có làm mấy tháng rồi. À, mình mấy tháng. Bây giờ chị sắp bột với cả lúa nước mắm. Đó.